cái lá cờ này để chơi bộ đeo bữa nay. Đó là 50% phần đời chưa làm xong. Đeo á, hội đồng chư Phật hồi nãy ở đó, cha mẹ ở dưới thủy cung có ông Long Dương cũng lên. Thế mình xích chư Phật là thấy được mình không có chính trị, nhưng mà tài với chánh á, nó cũng giống như mặt đời mình, cái này nó cũng giống như búa liềm với cờ Mỹ vậy đó, thiệt mà. Thì lúc nào mấy người cũng nói trong tương lai, khi mà tà đó, tà về mặt vô vi, tà về mặt đời, tà về mặt đời mình biết là ai đó, còn tà về mặt vô vi á, là mình cũng biết là bây giờ các con không có khả năng biết được ai là ai, tại vì họ vô hình mà. Nhưng mà họ có một cái thế lực rất là mạnh, thần thông rất là cao. Cho nên thời buổi này phải đeo giáo thiên tâm và đọc kinh để cho nó đừng có nhập vô mình. Thà mình thấy Việt Cộng hay mình thấy Nga, mình biết nó mà còn chạy được phải không? Còn nó trong vô hình mà nó là quỷ, mấy con đâu có thấy được. Thì chỉ có cái này là vũ khí của mình, chỉ có cuốn kinh điển, và cứ tưởng nhớ cha với mẹ thường xuyên, cha mẹ trong tâm thì tà nó không có dám, không có nhập tâm. Vạn vật do tâm chuyển, cái gì cũng là từ cái khởi nguồn từ cái trong cái suy nghĩ của mình, cái tâm của mình. Còn cái nãy mà bề trên dạy mình là phải vững lòng tin tiếp tục, chứ không phải mà mới vừa bước lên hồi thiên rồi cái ngày nào có đóng người tối ngày cứ comment chờ mòn mỏi rồi chờ hoài không thấy. Mới có mấy năm thôi mà là chờ hoài, từ lúc mình ra đạo tới giờ 6 năm. Đức thầy xuất hiện gần mới vừa sư phụ lên mạng nói là gần 4 năm nay, là đâu có bao lâu đâu so với sấm cơ cả hàng nghìn năm, thì nó vẫn là quá lẻ rồi đó. Tại vì 100 năm mình sói trên trời là một gió thoảng, một năm của mình á, nó giống như một giây ở trên trời à. Thì ví dụ như trên kia chậm lại mấy giây, một giây, hai giây để cho mà bớt chết chóc là do cái đầu gối sư phụ khấn thì mới bớt chết chóc. Muốn bớt chết chóc thì phải chậm lại thôi, chậm lại mấy giây mình đâu có chết. Bây giờ thí dụ như bác Ngư nè, nếu mà ổng không qua đây bữa giờ chắc ổng đi với bên Canada rồi, ổng còn kéo dài thêm nữa để ổng gặp Đức Thầy chứ không gì chứ. Thì cũng dễ ok. Ở đây thí dụ như sống 100 tuổi giờ thêm 3 năm trễ có 3 năm 103 đâu có sao. Còn hơn là ở nhà mà ú rũ mà không có biết tâm linh, không có biết hôm nay ở cái thời đại rất là Phật Thánh Tiên, mình sống chung với Phật Thánh Tiên á quý vị. Các gì cũng đang ở đây mà. Là người đó quá sức gọi là vô minh thì họ ai cũng biết chữ vô minh này, nó quá nhẹ nhàng nhưng mà quá sức cực kỳ ngu để cho người ta dễ hiểu nhất. Lúc trước Kiệt có hay giải thích ở trên mạng á, cái thằng mà giống như cái nhà băng nó ăn cướp, nó có thể ở tù gục xương đó, là nó chỉ ngu có tí xíu à, giỏi lắm là nó ở tù 40 năm nó cũng được thả ra. Nhưng mà cái ngu nó cái ngu nhẹ so với cái ngu mà không có biết cha biết mẹ đó là cái nặng hơn cả 1000 ký. Ngu của nó là hạt cát, là tại vì ngu nó còn trả được cái nợ thế gian, còn được đi ở tù 40 năm là ngu nhỏ. Còn cái ngu mà bị đọa xuống địa ngục hàng tỷ năm á, với 40 năm cái nào lâu hơn ta? À, hồi nãy mấy bề trên có nhắc về cái vụ mà ở ngoài kia có một đám mà nó xuyên tạc, thì bề trên nói nó giống như những người không có đủ phước, họ chưa có đủ phước để hiểu rồi bị ma quỷ nó lôi kéo. Nó như đàn ông sau này thì cũng bị một cơn nước nó cuốn đi hết.
rồi trên kia mình phải tội nghiệp họ, phải thắng cho họ đó. Đó là lý do tại sao sư phụ xuống nay mang thân phàm, cơ trời không có được lộ mà sao trên cho lộ. Giờ quý vị nghĩ nếu không lộ có ai biết không? Hàng nghìn năm thì không được lộ đi, cái này giờ chót rồi. Chỉ có một người duy nhất trong hàng nghìn năm 8 tỷ người được lộ. Để mà ít nhiều cũng kéo được ha. Chỉ thấy trước mắt như đây cũng cả trăm mấy người là thấy đầy đủ rồi. Cũng là một phần được đi về trời. Còn ở ngoài kia mấy chục triệu người hôm nay mang dấu hiệu hộ thiên, họ cũng được độ. Cái hội thụ này đâu có ham gì đâu mà xưng ồ tôi là trong 12 người con của Thượng Đế hay là Thái Tử gì. Mấy cái đó đâu là cái gì. Mình biết mình là ai mới quan trọng. Mà khi mình nói á, mà ở ngoài kia cái số 80-90% họ không tin á, nó phản bác ngược lại nữa. Khi lên mạng lúc nào cần xưng hô thì cũng phải xưng hô chút chút, để cho những đứa con mà đã họ thiên á, đã có lòng tin rồi thì càng để mà hiểu thêm. Còn những cái người mà giàu sao đi nữa đó, khi mà họ xuống địa ngục họ mất sáng mất hồn, họ không có đổi thừa được. Họ không thể nào đổi thừa là Phật trời không có từ bi. Họ không có thể đổi thừa là sao không ai nói cho tôi biết. Nói 209 cái clip là nó nói đủ rồi. Con cũng nói với thưa với ba con lên gặp sư phụ để làm đệ tử, nhưng mà ba con cũng không có chịu. Ba con nói không có tin bất cứ một cái gì hết. Đúng theo. Nhưng mà con có hạnh phúc, có vui vẻ. Quan trọng nhất là mỗi đứa con họ thiên phải tự cầm cái đuốc, thì tự mình có cuộc sống đàng hoàng hơn ngày xưa. Thì cái đó là cái làm cho cha mẹ vui, thì độ được một kiếp này của người thân của mình. Tại họ cũng chỉ là đến rồi đi với chúng ta thôi. Chúng ta họ thiên ngồi đây mới là vĩnh cửu đời đời kiếp kiếp. Còn với mấy họ thiên đây nè, kiếp sau sẽ gặp lại đó. Còn ba con chưa chắc là gặp lại con đâu. Tại vì mang họ thiên thì nó cùng một cái tu tập, thì nếu mà về trời chúng sẽ gặp nhau. Hoặc là nếu mà không về trời mà thêm một kiếp tái sanh lại để mà tu thêm cho nhiều công đức nữa thì cũng sẽ gặp lại nhau. Còn những người thân anh em ruột thịt của mình, con nghĩ đi, gặp không? Không bao giờ gặp lại á. Có nhiều người hai chồng chết Covid cùng một lượt, đưa nhà thương cùng một lượt, mà bây giờ hỏi ra, hỏi hai cái hồn có gặp ổng không? Bả nó không gặp. Rồi hỏi bả có gặp không? Không gặp. Đó, nó vô thường lắm. Người thân của mình là mình, khi mình đã hiểu về luật nhân quả, thần hồn đi theo cái đợt phước và cái tội, thì là mình phải biết là mình đi về đâu. Những đứa con họ thiên hôm nay cầm được cuốn kinh ngồi thiền thì mình biết là mình đi về trời chắc rồi đó, đúng không? Còn những cái người mà không cầm cuốn kinh, không biết ngồi thiền mà đợi đến giờ chót mà vô bệnh viện rồi, hoặc là bác sĩ khám ra còn 3 tháng thì họ đi về đâu mình biết rồi đó. Nó đâu có đủ thời gian đâu tu tập. Mà có tu đi nữa, tu kiểu giá díu đâu có được bao nhiêu công đức đâu. Địa ngục là chắc. Đa số chúng ta trong đời ai cũng có làm tội hết. Ở Việt Nam bây giờ là ma quỷ nhiều lắm. Họ xài bùa, xài ngải. Có những cái người, người ta chỉ vì giàu có, ta cũng rất đàng hoàng, cũng hiền, nhưng mà người ta không có chánh kiến, có bi thôi, không có dũng, mà có giàu có tiền
thì xong gặp những cái bùa miên, bùa thái, cơ ma thon hay bùa lão vàng đến dụ. Dụ thì có nhiêu tiền móc cho cái người đó, khi móc rồi chẳng những xong á, cho mượn tiền nhiều quá, thì cái người mà xài bùa mà để dụ được tiền á, thì người ta đã là ác rồi mới xài bùa đúng không? Thì người ta dùng bùa, người ta làm cho cái người cho mượn tiền chết luôn để khỏi phải trả nợ nữa. Tới đó còn chưa xong, tại vì họ đã chơi bùa chơi ngải, họ hiểu tâm linh, họ biết cái thằng hồn về nói chuyện được đó, người ta ra mã, người ta chấn ém luôn, hoặc người ta chấn ém lúc mà liệm nữa. Rồi lúc đó cái thằng hồn á không có được đâu hết, tại vì nó có thần thông mà, nó là nó chấn em. Thì sân lên đại quá oan hồn, mà gọi là oan hồn báo oán á, là có thiệt á, tự người tốt giàu có đang hạnh phúc, mới bốn mấy năm chục tuổi cho một người bạn đi mượn tiền, người bạn thư ém là ngược lại mình, rồi cái mình cái hồn mình cũng bị chấn ém nữa, tức là lúc sống bị mất tiền, bị mất xác, mất con, mất chồng, mất tài sản, chết thì đâu có xài được là mất. Rồi khi cái thằng hồn cũng không có được đầu thai, cũng bị nó ém tiếp, tại sợ về nhà mét với người thân. Rồi sân lên rồi bắt đầu muốn làm con thú. Khi mà cái hồn nó có sân được nha, nó cũng như người. Khi sân lên là đầu thai làm thú, tức là lúc đầu không biết tu, không có chánh kiến thôi, chứ đừng nói chi làm tội. Khi làm thú rồi á, để đi tìm đi cắn người ta, mà nó phải bùa ngải nó thường 3 năm, 5 năm, 10 năm, nó có tới ngày tới giờ tự nhiên nó không có hiệu quả nữa đó, thì cái hồn ra được thì nó sân lên, đầu thai có thể thành con này con kia để đi báo oán vô cái gia đình đó đó, làm đủ chuyện hết, có thể làm đứa con tật nguyền để hại lại cái người bạn mà mượn tiền đó, ém mình á. Thì nó cứ gọi là mẹ mới đặt ra câu là luân hồi nhân quả truyền miên kiếp người là vậy đó. Khi mình mang thân người, mình biết nhân quả, mình biết tu á, nó khác xa lắm, nó thay đổi hết vận mệnh của bao nhiêu năm từ lúc mình sanh ra đời, và nó thay đổi luôn cả cái tương lai tái sanh của mình nữa. Cầm được cuốn kinh Thiên Tâm, đeo được cái dấu Thiên Tâm, hôm nay lên trên núi Thiên Long Sơn ngày 16 tháng 3 để mà diện kiến với cha mẹ, để cha mẹ nãy trên đó chính. Đó là một điều đại phước của tất cả những người đang ngồi đây. Trên thế giới không bao giờ có. Nghĩ chư Phật với Thượng Đế đâu có rảnh đâu mà đi tùm lum. Dưới Long Dương nãy có ông Nhạc, ông già vợ á, là ông Nhạc già, ông cũng đang ở đó, ông chúc mừng. Ở trên trời á, nhiều vị tiên trưởng á, mấy chư Phật xuống cũng chúc mừng mình á. Chúc mừng á, chúc mừng Đạo Thiên Tâm ra đời được 6 năm, những gì vụ nói là mấy vị nghe hết. Cho nên nó cũng giống như ông Mọc đời của mình, một buổi lễ, nhậm chức cái gì á, lớn nhất của thế gian này á, cũng không bằng cái buổi lễ nãy. Thì hết hội đồng này tới, vị kia tới, mấy vị lớn không à, về chúc mừng. Tại có cha mẹ đứng đó, dĩ nhiên mấy vị khác cũng xuống chúc mừng. Cũng là một cái cơ hội để gặp cha mẹ đây. Chứ lên trên trời chưa chắc mấy vị cũng bận ở một cái cõi giống như Phật thì ở cõi Niết Bàn phải không? Phật Bàn Âm thì phía Tây phải không? Nam Hải mới Nam. Thì cha mẹ ở đây mấy vị cũng về đây rồi gặp luôn rồi vừa chúc mừng luôn vậy đó. Đó là một cái điều hãnh diện nhất cho chúng ta ngày hôm nay có mặt ở núi Thiên Long Sơn bữa nay. Sư phụ nói giữa trời các vị còn đang đứng đây, sư phụ không có nói láo cái hàng đệ tử. Rất là đầy đủ. Rồi mấy con gắn tu giống như sư phụ đi. Có 7 dòng hồ quang đi, mấy con sẽ biết những gì vô nói là thiệt. Tất cả 229 cái clip, mà cái clip gần nhất là 9 tiếng mấy, vô nhìn muốn quán hồn. Không có lời nào nói láo nha con. Không, không có. Đó là lời thật, việc thật. Chỉ có con người
người thường chúng ta không có nhiều cái tu tập, với lại không có hiểu nhiều á, thì còn mơ mơ hồ hồ. Sư tu tập ra sao mới được giống như sư phụ à? Giờ con có chừng tỷ đô mà con không ham tiền, con mua cái núi này rồi con đi đấu đi đá với cái đám quỷ ở dưới núi, rồi con cứ mời tất cả mọi người lên đây lại Phật đi, con làm được không? Đó là về phần tiền á, mà con về mặt đời hay dễ thôi, đừng có tham. Còn sân thì đó, cộng đồng quốc gia hải ngoại, nhất là mấy ông thầy quốc danh đâu có ưa vụ, mấy ổng làm biết bao nhiêu chuyện buồn bực mà chứ đâu có giận ổng. Mình không có sân nữa, không tham, không sân, không si. Hộ giàu có tiền đâu có giống kiểu Hoàng Kiều đâu, hộ đẹp trai Hoàng Kiều không chỉ có giận ổng thôi, là không có si rồi. Thì con cha mẹ thương, chuyện nó dễ ảo. Cha chuẩn bị con nữa. Hả? Nói hôn cao Hoàng Kiều nữa. Cái này thế nào máy này ta? Có lấy rồi nha. Hả? Đi lon á. Cái là ở trên trời mấy vị thấy khen nữa nghe, có dấu này nữa. Còn từ về đây là 50% còn lại, cái trứng rồng chưa có nở cà lăng nên người ta vẫn còn bị người đời hiếp. Đức thầy nói con gắng nhẫn nại nha con, còn chuyện gì á, cơ trời đi hàng nghìn năm nó sẽ xảy ra từng tự, không có gì mà phải nôn nóng. Ở trong đời của sư phụ á, là tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường hết, nhân loại sẽ trở lại có cuộc sống trang hòa hạnh phúc, khí hậu sẽ bốn mùa bắt đầu trở lại nè, rồi không còn bệnh tật Covid, sẽ không còn chiến tranh nữa, trái đất chúng ta sẽ trở lại rất là bình thường trong một đời này. Còn ngày, còn giờ, tháng nào xảy ra thì cha là người biết chuyện đó. Cho nên nãy cha khuyên chúng ta phải gắng tu tập, nhẫn nại. Bao nhiêu năm nay mấy chị vị về dạy dỗ sư phụ làm gì biết nhiều chuyện mà nói trên mạng vậy? Mà nói đâu gì, tới ngày hôm nay chúng đó, chỉ có hai thứ chưa chúng. Đó là Việt Nam sẽ thay đổi thể chế. Giờ con sắp rồi đó. Tại vì hết tiền á, nó còn chết lẹ hơn hết đạn nữa. Hết đạn nó còn cầm gậy cầm dao đúng không? Còn hết tiền á bụng đói thì đi đâu có nổi. Cho nên bây giờ ở trên di diệu lắm, là làm cho Trung Cộng mày hết tiền. No money, no honey, no talk, no bully luôn. Hết tiền là no bully, không, tức là không còn hung hăng nữa đó. Là hết tiền. Ngày hôm qua cứ tính là kéo ra ngoài vì mi thao hết. Sáng là cái gì nó còn núi trên này cho nên sáng gụ lên chầu cha. Đây mấy vị đây. Con quay xa quá có nghe tiếng không con? Nãy thừa đọc tưởng nhớ lại hồi 6 năm trước cũng cảm xúc.
Tại mấy con đông quá, sư phụ sợ khóc rồi quê quá không? Khóc. Tại sư phụ khóc, con chịu không nổi. Thường tính nói thêm nữa, nhưng mà thôi. À, nói gần tới rồi đó, mà tại xưa cảm động lắm. À, lúc đó, đó là thụ giơ tài thể cha luôn, cha đứng cha chứng luôn á. Tài, danh, sắc, thực thì là cũng ngày 16 tháng 3 năm 2017. Từ ngày đó tới ngày hôm nay là sư phụ có 6 số không đó, không danh không lợi, không vận động gây quỷ, không gì gì đó. Thì lúc đó là thời năm thứ tài danh sắc thực thì, để mà không màng tới kiếp người nữa, mà chỉ lo chuyện cho cha thôi, thì là không có ham tiền. Không ham tiền thì Phật tử với nhiều người nói mình sao vẫn làm chủ, nói mình làm chủ, cha cho mình làm một cái nghề hai thách cũng giúp nhân loại, mà mình không có sân trước sân sau, tức là nghĩa là mình không có hối lộ, phải không? Tức là mình không có nịnh hót hay lòn cuối ai, đường đường chánh chánh. Tôi có sản phẩm của tôi có tài này nghệ của cái IP của tôi, thì đặt hàng thì tôi làm, thì đồng tiền rất là chánh, rất là sạch, thì mình lấy cái đó để mình làm mấy cái này của mình làm đạo để nó loan truyền. Mình không có cái nơi á, mình không có nói chuyện đạo được. Phật đi trong rừng thì được, ngồi trong rừng thì được, nhưng mà dân làm sao mà vô rừng? Kiến thì đói thì sao? Mình cũng phải có cái này, mình cũng phải có đồ ăn, cũng phải chỗ ngồi, có nước, phải không? Thì mới Thiên Long Giang, rồi Houston, rồi Virginia, trong tương lai đi khắp thế giới mà. Thì đi Âu Châu, rồi đi qua Úc rồi nữa. Tài là không ham tiền. Tài danh tức là không có ham danh. Ham danh thì sẽ không bao giờ dám lên mạng để mang cái trăm cái mặt nạ cho chúng chửi, là thấy rồi đó. Tài danh sắc có nghĩa là Ngọc Trinh rồi đó, là sắc đó, không? Rồi mấy xe cộ sang rồi cũng là sắc. Mà xe thì hộ làm chủ một cái hãng rất là lớn, một năm nó làm tới biết bao nhiêu tiền, thì làm CEO thì dĩ nhiên nó muốn mua cái gì là nó tặng thì mình lái thôi. 4 năm thì cứ lease nó mua. Tài danh sắc nữa không? Thực ở đây mấy đứa ở gần với phụ bao nhiêu năm tháng biết, phụ ăn rất là đơn giản nha, no là được. Phụ ăn đồ dơ của mấy con cũng không sao, không có ngại, ăn uống miễn nó no là được, đừng có chất độc là ok. Tài danh sắc thực thì là ngủ. 4 giờ sáng thì phụ thức ngồi thiền mỗi ngày, thế nên phụ không có 5 cái đó. Đó là Phật Thích Ca nói, muốn thành Phật chúng ta phải diệt 5 cái đó. Trên thế gian này con nghĩ bao nhiêu vị thầy hòa thượng làm được 5 cái đó? Suy nghĩ đi. Mà mấy ngày mấy trong chùa mấy ngày là mặc áo vàng, nó không có làm như buổi sáng vô phải lo cả đóng họp hành, họp với luật sư, họp với manager, họp với supervisor của department, họp với khách hàng. Rồi chưa tính nữa mà chú Hữu cũng vẫn lo thêm một đống đệ tử này nữa, rồi thế giới nữa. Mà chú Hữu bỏ được 5 cái đó. Cái hàng đệ tử nếu mà thấy chú Hữu làm sai gì á, cắt cái khúc cái clip đó rồi bỏ lên mạng nói chú Hữu làm sai nha. Chú Hữu rất là cái đầu ra cái đó. Tại nhiều lúc không có hiểu, phụ chấp luôn á, chấp trên thế giới. Những người mà gọi là tâm tà đó, hay là một cái thế lực chính trị, họ tức là họ biết họ làm sai, có tịch thì rục địch, đúng không? Ai có tịch rục địch mình biết rồi đó, bển á. Thì họ sợ một cơn gió thoảng thì họ sẽ thay chiều đổi vị, họ tạo ra một đống thiên tử giả, họ tạo ra một đống thượng đế giả luôn. Có thấy hơi gan không? Nhưng mà có nhiều lúc những người vô minh cũng đi đóng vai giả vậy, bởi vì mình có phước, mình phải có chánh kiến, mình đừng có gì một cái đồng tiền
có thể mình đụng với đời được, mình có thể có lỗi lẫn nhau giữa người phàm với nhau và mình xin lỗi. Chứ còn mà mình đụng với tâm linh, đụng với mấy vị thần thánh rồi, mấy con nghĩ thử, tội dữ lắm. Thiên tâm là chánh đạo của cha mà bị sỉ nhục thì nghĩ như thế nào? Ví dụ như Chúa là con của cha thì bị đóng đinh, bị sỉ nhục thì cũng ok đi. Còn này của cha đích thân luôn, cha là người cho họ là cái linh hồn, cho những cái người chửi cha cái linh hồn mà bây giờ đi chửi người lại mình nữa. Thì vì cái gì? Chỉ vì cái tháng có 3 triệu tính ra không tới 100 đô à. Có thấy nó vô mình không? Cực kỳ ngu á. Thí dụ như xưa Chúa là con của cha, chửi con thì cũng ok á. Còn này chửi luôn cha nữa, tạo thiên tâm là của cha nha, thì cái đó là nặng lắm. Nhưng mà nãy cha có khuyên cho nó con cứ để mặc đi, đừng có bận tâm, đừng có buồn. Cha khuyên cho phụ vậy đó. Nó buồn là buồn gì, cứu không nổi những cái chúng sanh vô mình. Nhưng mà ngược lại cha với hội đồng chư Phật rất là từ bi nha quý vị. Giống như hồi xưa Ngạ Nang bị Ma Răng Già dụ á, Phật cũng độ được Ma Răng Già thành Phật mà. Răng Già dụ Ngạ Nang, ta đang tu ngon lành á, đúng không? Bỏ thuốc mê rồi dụ A Nan rồi ái dục rồi, cuối cùng Phật cũng độ được. Thì hôm nay phụ cũng sẽ làm giống vậy. Cho nên tất cả những người nào chỉ cần quay đầu thì phụ cũng sẽ xin cha xá tội hết. Nó cũng giống như con đi những người lớn tuổi có những cái đứa con của mình, vì cái chuyện gì đâu 20 năm trước hai mẹ con giận nhau, mỗi người đi ở mỗi tiểu bang, nhưng mà cái lòng người mẹ lúc nào cũng phát khởi nhớ về con. Và tuy người con nó lớn lên nhiều lúc cũng quên mình còn có một người mẹ ở một tiểu bang Cali xa xôi, nhiều lúc nó cũng quên, nhưng mà những cái lúc nó nhớ. Chỉ cần đứa con đó một ngày nào nó xuất hiện, nó xin lỗi nhẹ nhàng một câu, thôi mẹ ơi con xin lỗi mẹ, bỏ qua hết, có phải là ngày hôm đó là vui cả làng không? Rất là vui. Thì cha mẹ mình trên trời cũng y như vậy đó, mình thế gian mình cũng y như vậy đó. Nhưng mà tại sao chúng ta làm không được? Cũng có nhiều lúc đó, những người Mỹ đó, họ có những đứa con, họ giống như là từ nhỏ đó họ thù nhau đó. Mà đến lúc cha mẹ họ vô trong phòng ICU chỉ mong gặp cái đứa con mà ngày xưa mà nó bất hiếu nó bỏ đi á, rồi đi bụi á, trở về thôi. Mà nhiều lúc nó ngại ha, nó bị cái ngã của nó cao hay gì nó cũng vẫn không về. Nó vô tình nó làm cho hai cái linh hồn không được về trời. Thứ nhất, người mẹ vẫn còn thương con, nước mắt rớt xuống, con thấy nước mắt nó rớt lên không? Nước mắt đâu bây giờ chảy lên đâu. Thì cái người mẹ vẫn còn có cái sự liếng tiếc khi không gặp được cái đứa con mà mình đã hằng mong gặp nó, thất lạc với nó. Còn đứa con kia đến ngày nó cần đơn nghiệp, nó già, nó cũng như mẹ nó, thì lúc đó nó sẽ hối tiếc. Tại sao lúc mẹ tôi chết tôi không gán đi tìm tới để tôi nói xin lỗi một câu? Hôm nay sư phụ xuất hiện ra cái đạo thiên tâm, chúng ta cũng y chang như cái thằng đó vậy đó. Có cơ hội từ đây đời của con có cả triệu cơ hội đó, lên Thiên Long Sơn hay tại nhà có vòng thờ, có bàn thờ, có con kinh thiên tâm, cứ xin lỗi cha mẹ mình quay về. Nó rất là dễ làm, cha rất là từ bi, cha là Phật mà, cha là độc giác Phật, tất cả các vị Phật đều là con của Thượng Đế hết. Chỉ có ma quỷ họ chỉ dạy cái khác để cho những cái Phật tử mà năm loại này họ nói khó có hiểu. Mà muốn cho họ hiểu thì mình phải làm gương, hoặc là
mình phải hy sinh cái xác phàm này, khi mình về trời mình trở lại mình độ, giống như con độ ba của con hay độ chồng con hay con của con, thì xả cho họ một hai kiếp để cho họ đi mấy tour đi. Không phải mình dễ nói chuyện với người thân trong nhà đâu nha. Hôm nay mấy con ngồi đây mang hội thiên, biết thiên tướng kiệt này, biết sư phụ không phải là người phàm. Sư phụ phải mang thân phàm này mới nói chuyện như vậy, sư phụ không phải người phàm. Thì mấy con có đại phước thì phải sửa đổi, phải trân trọng những gì mình có. Và đồng thời mình cũng không có phải là giống như thời xưa, tối ngày cái expect người ta, expect ông chồng phải mang cái paycheck bự về, phải làm này cho tôi, phải mua quà cho tôi thế này nọ. Mình đừng có cần ai chứ. Mình hỏi khi mình nghĩ mình cần người ta cái gì á, là mình còn có cái sự tham trong đó, cần nhu cầu. Mình cứ để tự nhiên à. Cái hộ nói không phải là nhu cầu thế gian, đó là mình cần thằng chồng mình làm nhiều ở bờ tham. Thứ nhất, mình bị hai lỗi, là mình còn tham, phải không? Thứ hai là mình muốn lấy nhiều tiền, mình vô tình mình làm cái nghiệp. Khi hoan hộ thiên ở trên cho nhiều khách tới, giữa neo có 3 người, tôi giữa 3 người, có 40 người, tôi giữa 40 người. Tôi không khe. Miễn sao tôi đủ sống, ngày tôi đủ tiền mua bó nhang là tôi vui vậy. Đừng có mong cầu gì hết. Tại khi mình càng tu á, mình không phải là mình bỏ hết thế gian. Mình tu là mình hiểu được nó quá trời cái thế gian này. Cái đó nó không phải là cái chính, mục đích chính trong đời. Cái mục đích chính trong đời của chúng ta là phải làm sao cho mỗi ngày chúng ta mạnh khỏe và happy. Mạnh khỏe happy là giới thứ 12 đó. Ngồi thiền bảo đảm đứa nào mà ngồi không ngồi, ngồi thiền mà cảm thấy bị stress là cái vụ thường hết. Muốn thường nhiều tiền vô thường cho guarantee luôn. Còn cứ đọc kinh, đọc để mở mang cái trí tuệ ra, để cho cái mặt nó hồng hào nó sáng. Thấy kinh xưa nó rồi mặt nó sáng, ngày nào không đọc kinh, đọc mà ghiền luôn á. Không đọc kinh cái mặt nó không có sáng, là tự nhiên nó không có ra hào quang. Khi mình không đọc kinh á, một ngày mình ra đường mình đụng vô biết bao nhiêu ma quỷ, mình hạp cho nó dính vô cái lỗ tai mình đó. Lỗ tai này là tại sao không, là nắng với sấm sét rồi nó nấp trong này nè, nó biết là nhỏ xíu nó nấp trong đó. Nó về nhà chơi với mình, lúc đó làm mình quạo hoài. Khi mà mình expect một cái gì đến từ một người khác, đó là mình còn lệ thuộc vào người ta đó. Mình expect một đứa con mình đó, nó gọi mình hay là cuối tuần mà nó chở mình đi ăn hay là này nọ mà nó không chở đó, mình buồn rồi đó. Tại sao mình phải sống phải lệ thuộc cái nguồn vui của người khác? Mình có ông trời, mình có một cái đại gia đình họ thiên, mình đang mang họ thiên là mình hãnh diện. Cái certificate mà ra đời là cũng ở trên mấy chị vị cho xuống, là để mỗi ngày mình đi ra đi vô mình ngó, mình proud of it, mình hãnh diện đó. Và đồng thời là dĩ nhiên là ở trên trời cũng có một cái tờ giấy đó. Khi mình expect một người bạn của mình, tại sao lâu quá mày không nhắn tin cho tao, mày không hỏi thăm tao, rồi mình giận người ta vô lý. Ở đời á, mình phải hỏi thăm qua lại. Mình không hỏi thăm qua lại thì từ từ nó sẽ sao lãng. Giống như họ thiên chúng ta ngồi đây cũng vậy. Tuy là các con khắp ở mọi nơi, mấy đứa đệ tử nào Úc phải không? Rồi Na Uy nữa, Na Uy rồi. Mình lâm hết trơn á, ngày hôm qua cũng có một nhóm Na Uy, con Houston nữa không? Chúng ta khắp mọi nơi nhưng mà có ông trời chúng ta sẽ về quy tụ một nơi. Đó là cõi thiên đàng của cha. Còn ở mấy đứa con sẽ lọt về tầng nào á thì tùy theo hiện giờ nè, làm được bao nhiêu thứ, tài danh sắc thực thì, với 12 giới làm được mấy món.
Nhưng mà cái món tệ nhất là cũng sẽ trên tầng thứ 6 rồi. Tại trên tầng thứ 6 là trên tầng dục giới, thoát luân hồi sanh tử. Còn trong dục giới là cũng còn á. Mấy con nghĩ thiên chảnh mà ở tầng dục giới đó, họ đầu thai xuống đây á, họ rất là khôn. Nhưng mà họ cũng còn có một chút sân si nữa. Còn mấy ông mà đánh trận là tướng đồ thì mấy ông hăng đánh, tại đánh trận là gì có chết người đúng không? Tao nghĩ sao tao làm vậy đó, hắc bạch công tử mà dân chơi phải không, là thành thần hết, thành thần là vẫn còn ở thế gian. Còn hôm nay chúng ta ngồi thiền, cầm cuốn kinh ngồi thiền, chúng ta đang đi con đường gọi là xuất thế gian. Thế gian khác, xuất thế gian khác. Bên đạo công giáo họ không có hiểu xuất thế gian, họ chỉ khuyên thập thiện ăn hiền ở lành, làm từ thiện giúp đời thôi. Nhưng mà ngày xưa Chúa Giêsu cũng có nói, ai bên đạo công giáo sẽ hiểu cái này, ai tin ta là con của cha ta, tức là thiên là trời á, thì người đó sẽ được về trời. Nó cũng giống y như thời nay, mấy con tin sư phụ là thiên tử thì mấy con đọc kinh Thiên Tâm thì sẽ về trời đó à. Cũng vậy, cũng y như bên Phật giáo cũng vậy. Có lòng tin ở cõi trời thì mình mới gắng tu tập, thì mình cũng được về giảng sanh à. Thì cái đạo nào cũng vậy, chỉ qua cái lời nói nó khác nhau thôi, danh từ khác nhau. Mà hôm nay thời đại văn minh G6 rồi phải không? Xe sắp sửa, đang chạy sắp sửa bay lên núi được rồi đó. Mấy chiếc này 4 bánh là còn dở đó, máu nó bay lên luôn á. Thì càng văn minh chừng nào, chúng ta càng xa với chư vị chừng đó, xa với cha mẹ, xa với chư Phật chừng đó, thì càng cho làm cho thiên tướng Việt này khô cổ chừng đó. À, phải nói nhiều là khô cổ. Mà khi nói nhiều, gặp những người mà họ không hiểu á, họ ngã mạng lên nữa. Nói, khi mà không hiểu rồi á, thì thôi còn gì để giải thích nữa. Đó là tại sao khi mình ra đời á nghe, mình đi học cũng vậy. Có những đứa bạn nó hợp với mình, có những đứa bạn nó không hợp với mình. Có những đứa đó thì thích nhảy đầm, có những đứa thì thích đi picnic, có những đứa thích làm thơ, có đứa những đứa thích đi nói tục chửi bậy hay chọc ghẹo người, thì mình hợp với đứa nào mình chơi đứa đó. Vì cái tâm tứ phương tám hướng, nhưng mà khi trở về với thiên tâm là chỉ có một hướng thôi à, đó là thương nhau và lúc nào cũng respect lẫn nhau. Các con thấy bao nhiêu hội thiên mình quy tụ tu tập có lúc rất là đông phải không? Hồi bữa kỳ rồi ngày 9 ngày vía cha đó, bữa đó là không biết bao nhiêu người mà chinh thì lo rặn gì đâu, chứ có ngụy hái gặp vía thiên hiền thương nhau đúng không, miếng no được rồi đúng không, về được núi là vui rồi đâu. Mấy con quên vụ đó, hôm nay thụ nhắc á, cái trời ơi mình có buổi hội cả 500-700 người mà không có buổi ăn đàng hoàng, đâu phải thụ kẹo đâu. Mấy con nghĩ sao lo nổi không? Không, mà lo dư sức là về tiền bạc là dư sức. Nhưng mà làm sao sao biết được mấy cái chuyện của ăn uống vô đất bất cần cho bản thân này. Thì làm sao sao nghĩ cái bụng của mấy con làm gì? Phụ chỉ nghĩ làm sao mấy con tu tinh tấn đi về trời mới quan trọng. Rồi đoàn kết với nhau, không có chia rẽ lẫn nhau mới là quan trọng. Tụi con là Việt Kiều mà, Việt Phụ lo không vậy? Hả? Tụi con là Việt Kiều mà. Giống như giờ mình ngồi ở đây, mình ngồi ở đây dù cũng đâu có nhắc đồ ăn gì đâu, nhưng mà mình nói chuyện ngồi xong 50 phút nữa mình ngồi mình ăn thì cũng là có đứa nào có gì cứ bỏ cái phót lắc cũng vui đúng không. À, không có cần phải chuẩn bị gì hết, chuẩn bị nó mệt lắm. Tại vì thí dụ như Trinh hay là Mỹ Hạnh hay là Thiên Vân, mấy đứa ở đây nó lo đồ ăn mà lo được bao nhiêu, nó cũng là như các con đó à.
Rồi tới một ngày cái một người khen chơi đồ ăn cái thành ra nó bị xúc phạm. Xúc phạm á cái nếu mà nó mà quảng đại á thì nó không có chấp. Còn nếu mà nó chấp cái lúc đó thì sao? Nó bỏ cái nhóm họ thiên này cái là nó đi theo cái nhóm họ sa tăng này. Không có, bất cứ chúng ta lúc nào cũng có thể đổi họ nha. Do cái tâm ơi. Cái tội nghiệp nó không? Ừ, cũng phải suy nghĩ chuyện đó. Cho nên mình có gì mình ăn đó nha. Đừng có chấp là tại sao lên núi rồi có khó khăn. Tại vì cái giấy tờ của mình đang nằm ở trên cái bàn của ông tòa đang thương lượng, nó chưa có ngã ngủ. Cả ngày hôm nay cũng chưa nè. Nó kiếm chuyện mình hai bữa nay, nó kiếm chuyện đủ điều hết trơn á. Mấy cái đám đầu đường này nè, thấy mình vô xe nhiều là nó quậy mình à. Nhưng mà mục đích của nó thường thường á, nó muốn quậy để cho hộ give up, tức là bỏ để bán cục đất này trả về cho người Mỹ làm chủ. Mà nó quên một điều, là nó không có biết một điều quan trọng, cực kỳ quan trọng mà nó không biết. Chú Hữu là con của ông trời. Và đồng thời nó không, một điều nó không bao giờ nó ngờ được, chú Hữu mua cái núi này để cho trả ơn 40 mấy năm, 50 năm chú Hữu ở Mỹ. Bạn bè, trường học đổ đây, con cái của sắc phẩm cũng lớn lên đây để mà cho cái thành phố này nó thịnh vượng 3.000 năm sau. Nhưng mà cái thành phố này nó mất phước San Francisco nữa, Cali nữa. Sau này sẽ có một trận biến thiên biến địa vì những cái hành động của nó đối xử ngược đãi với cái Thiên Long Sơn của mình, nó không có biết không? Ngày xưa đúng ra đã xảy ra, thù đã sinh rồi. Mà hôm nay nó vẫn tiếp tục. Cái hộ sinh 7 năm hạn hán của Cali để mà có nước, để cho mưa thuận với bà. Cái hộ sinh cái thành phố này Cali không có bị Covid nặng như New York. Cái hộ khấn mỗi ngày. Thì từ đó mấy vị mới nói là lác đác. Thật sự Cali dùng này đâu có ai bị nhiều gì đâu. Tính lại con số đi. Chỉ có LA á, là tụi nó giống như người vô gia cư nhiều á, Mỹ đen với Mễ nhiều á LA. Là mình đã hy sinh, mình đã trả ơn 50 năm để mà lo cho cái xác phàm này có ăn học và có chút tài chánh. Cuối cùng nó cũng vẫn coi ông trời bằng học tiêu á. Vô mình á. Thế gian này chúng sanh thời nay thấy rất là dễ độ, dễ về thiên đàng, nhưng mà cũng thấy rất là khó. Ngoài chúng ta ngồi đây hiểu về thiên tâm, hiểu về cha, hiểu về thượng đế, ở ngoài kia khi xuống núi đi ra khu Việt Mỹ Thao này, những khu Việt Nam này, về những cái thành phố của mấy đứa con, mình nói chắc mấy đứa con cũng phải mang mặt nạ giống như phụ, nó không có tin đâu. Cả người con ruột của mình á, hay là chị ruột mình. Tại vì cái này á, là ai có phước thì được hưởng nè, chứ không phải là người nào cũng có phước đâu. Cái quan trọng nhất, từ lúc đeo dấu thiên tâm, từ lúc đọc kinh thiên tâm, các con thấy có cuộc sống nó vững chắc hơn, mình có hướng đi hơn, mình có cái mục tiêu trong đời. Còn hơn là họ không có mục tiêu á, họ cứ sống và cái mục tiêu của họ là làm sao mở ra 2 tiệm nail, 3 rồi 3 thành 4, 4 thành 5, và cái mục tiêu của họ là làm sao cho những đứa con của tôi vô đại học đầy đủ mạnh khỏe. Nhưng mà mình đâu bao giờ mình ngờ nó vô chổng, nó học xong rồi ra nó cặp bồ cặp bịch những cái người chuyện bất như ý mình, thì nó sẽ làm cho mình đau lòng. Rồi lúc đó ở cái tuổi già của mình nương tựa vào đâu? Mình nương tựa vào nó, nhưng nó lại quay lưng với mình. Chỉ có nương tựa với Phật, với cha, với mẹ là vĩnh cửu, các con sẽ không bao giờ bị phụ bạc. Nương tựa thiền bát nhã của mình,
dầu cho có ai nó ngã nó nghiêng, con cũng phải như là ở đây có bốn cây này mà trời đẹp Mỹ á, thì nó đặt cây này là mặt Noria, mà chữ mà Noria lại không có tiếng Việt Nam, cho nên lúc nào quay các bạn rồi mấy các bạn khi mấy vị kêu á, con đặt con dịch cái này thành cây long hoa đi, thì trong kinh Phật Di Lặc á, là Phật Di Lặc sẽ ngồi thuyết pháp ở cội long hoa, đúng không? Đúng không? Cái ba cây này con biết cái hoa nó giống hoa gì không? Hoa sen, mà hoa sen trắng mà dày mà rất là cực kỳ đẹp. Mà cái loại cây này á, nó quanh năm suốt tháng nó đều có lá. Con thấy biết bao nhiêu cây, cây này lúc nào cũng lá tươi tốt. Lúc mà trồng cái cây này xuống á, là thường nhớ 8 mễ, mấy tractor bự lắm cũng phải đào á, đào hết sâu á, tại cái gốc của nó bự 8 feet lần á, vậy. Mà ngay đỉnh núi này có bốn cây này, cây lâm hoa. Đức thầy là Phật Di Lặc số 1, số phụ là truyền thừa Di Lặc. Di Lặc có nghĩa là một cuộc đời an lạc. Cho nên cái sự tiếng quy trình mấy vị kêu con là số 2 á. Hiểu không? Cho nên có nhiều người cái nói ô chú ơi chú Phật Di Lặc là một, ô chữ Di Lặc chú ơi chú là một, chú phụ là chú ơi chú tái lâm à. Thiệt á. À nhưng mà còn Phật Di Lặc thiệt là chú phụ với chú phụ. Không kìa. Cho nên từ từ đi mấy con sẽ hiểu những cái gì mình nói nó ấp ấp mở mở. Nhưng mà khi mà cái bức hình nó như là cái phu sồ phải không? Cái phu sồ khi mà ghép ghép lại mấy con mới thấy được rõ cái tấm hình. Rồi sau này sẽ có người thứ ba, trong đó có thể là trong nhóm này cũng chừng nữa đứa nào trở thành Di Lặc thứ ba ta. Rồi sau đó cái Di Lặc thứ tư nữa, nó sẽ lưu truyền mấy nghìn năm của chúng ta họ thiên, thì từ đó nó mới thống lãnh đời và đạo cả cái quả địa cầu này á. Chỉ cần 100 năm thôi, 50 năm thôi là người ta đã thấy khủng khiếp rồi. Người ta nhìn lại cái ngày hôm nay năm 2020 này á, là người ta đã hiểu được tâm linh là thiệt, có ông trời tái sanh là thiệt, có 1 trong 8 tỷ người đang ngồi đây nói chuyện với mấy con. Nhiều người phải expect, nhiều người phải bay lạ lạ trên trời đó. Có nhiều người thấy phải expect là cái ông này không phải đẹp trai đâu, không có tóc bạc đâu. Hồi xưa Đức Thầy cũng vậy, ông mặc cái quần bà ba, ông thắt ông cao nữa, nhớ có mấy hình đá lá đem. À, người ta cũng coi ông mình không là bạc thôi, chứ giờ muốn làm sao bây giờ. Có một cái là chỉ có nói chuyện là khác, nghe nói lời thật. Chứ nào bữa nay thì ở trong này mặc áo vàng, áo vàng có nghĩa là giống như bên vô vi á, đó là long bào á. Đó là mấy ngày lễ hồ mặc áo vàng trong không. Ai thế nào lễ lớn lớn thì hồ mặc áo trong, chứ giờ chả không lẽ mà mặc cái áo vàng mà kiểu như đóng cả lương chắc chết luôn á. Lúc đó mấy vị cười, mấy con cũng chạy cắm giò luôn á. Nào có lễ kìa, chuyện gì sư phụ cởi rồng bay qua sư phụ hả? Rồng bay mấy người mà họ chưa có mở tầm mắt, họ đợi chừng nào sư phụ bay không. Tự vì khi mà thời xưa đó các mát á, các mát là vô thần mà hình như người Đức phải không? Dạ. Khi ra cái triết lý di vật, di vật có nghĩa là cái gì mà không đụng được, không thấy được họ không tin,
thì cái từ đó ra đời cái triết lý là xã hội chủ nghĩa. Con có khôn con làm lương trăm nghìn năm, một đứa mà nó làm biếng ăn chơi hút sách, nó làm nó không có làm đồng nào, con cũng phải chia cho 50 nghìn. Nghĩa là cái triết lý di vật, khi mà khi triết lý di vật nó ra đời thế gian này, nó làm hư cái thế gian này gần 100 mấy năm nay á, tới ngày hôm nay á là còn 4 nước cộng sản cuối cùng vẫn là còn triết lý di vật. Chỉ chẳng qua là Thiên Tướng Kiệt này đầu thai vô nước Việt để cứu nước Việt, vẫn là họ vẫn theo triết lý di vật, tức là cộng sản Việt Nam á. Cho nên bao nhiêu những lời thật việc thật xảy ra thật, họ đều không chấp nhận hết. Rồi chỉ sư phụ hôm nay đứng lên nói tiếng nói là cho những đứa tuổi trẻ từ 45 cho tới lúc xuống 18 tuổi mà sống ở nước Việt Nam là cột trụ tương lai quốc gia. Vì tất cả chúng ta hải ngoại ai cũng già cũng sẽ chết, mấy lãnh đạo bắt trọng đồ cũng sẽ chết, nhưng mà tuổi trẻ nó không có biết nữa, nó đã bị nhồi sọ lâu quá rồi, nó sẽ mất gốc, nó chỉ chạy theo những cái material, những cái vật chất và vui sướng. Thì lúc đó quốc gia của mình nó sẽ bị diệt vong bởi Trung Cộng. Phụ thấy cái điểm đó, trên thấy cái điểm đó nên Phụ mới ra clip mới nói chuyện. Thì cái triết lý di vật không có tinh thần thánh tam vô mà. Cái vô đầu tiên là cộng sản, nó là gì? Không có tinh thần thánh. Nếu họ tinh thần thánh, tại sao ông gì ta, Lê Duẩn hả? Ông gì mà để cái mẹ nó ở dưới chôn nữa, người cày cá ruộng á, Trường Chinh á, chỉ mặt mẹ nói luôn. Ông là ngày xưa là một trong những tướng giỏi của Bác Hồ, đúng không? Ta với mi không có tình mẫu tử. Rồi cho máy cài cài đứt cái đầu của mẹ mình, mẹ ruột mình. Không, cái chuyện đó là khác rồi, ông giáo là bán Hoàng Sa là khác. Cho nên là mình đang nói về triết lý di vật, mình đừng nói lạc vấn đề. Đó là thứ nhất, họ không có tam vô, họ chỉ nhất định là tin các mát thôi. Cái thứ hai, họ không có tin, họ không có gì tổ quốc. Tổ quốc của họ là một cái thế giới đại đồng, một cái khối đại cộng sản của cái thế giới, là cả Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc thời xưa đó, Đông Đức rồi đó. Họ không có phải gì Việt Nam, họ không có riêng gì dân tộc, họ không có trở về cái nguồn cội. Không không tinh thần, không tổ quốc, không tài sản, không tài sản, không gia đình nữa, không tài sản. Thì đó mình thấy cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà khi bài Kính Thiên ra đời năm 1979-80, thì lúc đó, đó tất cả những vị thần thánh ở cái quả địa cầu này á, mới theo cái bài Kính Thiên là của mẹ, là lệnh của cha xuống trần, bài Kính Thiên số 1 á. Thì từ đó chế độ Nga Xô sụp đổ. Nhưng mà nếu mà tất cả mà sụp đổ hết một lượt á, thì cái trái đất nó sẽ không có thăng bằng. Tại vì giống như cái gì nó cũng phải đi từ từ, đúng không? Nên mới, lúc đó mới chừa lại 4 nước cộng sản còn trên thế giới. Đó là Tàu, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam. Thì chừa lại 4 nước. Khi bài Kính Thiên vừa ra đời là cái thế giới cộng sản sụp đổ ngay lập tức. Cho nên mấy con đừng có tưởng cái bài Kính Thiên là không có hiệu lực. Đó là cơ trời mà. Tại vì mẹ đã xuống, mẹ trên hội đồng chư Phật không có muốn người ác hoành hành cái quả địa cầu. Cha cũng thương chúng ta, không có muốn người ác ăn hiếp chúng ta. Thì cái bài Kính Thiên ra đời là vậy. Thì 4 nước còn lại chúng ta ngày hôm nay, đến khi bài Kính Thiên thứ hai ra đời năm 2017 là nãy mình đọc á, thì lúc đó cơ vận xoay chuyển để sàng lọc lại. Những ai có cái tâm thiện sẽ được sống và được dự hội Long Hoa thời vàng kim. Những ai mà tâm ác sẽ bị này bị nọ. Bị Covid là mình biết Trung Cộng chết mấy chục triệu người. Ở bển nó có cái lễ hội mà
bán thịt chó, trung cộng vẫn ăn thịt chó ghê gớm. Ăn bào thai là nó ăn rồi. Mình là người Việt Nam, tại sao là người Việt Nam hôm nay được nhiều ân sủng của bề trên? Là vì Phật đã đi từ ở bên thời xưa Kim Tự Tháp, đi vòng qua Ấn Độ hàng chục nghìn năm, rồi đi vòng qua bên Tàu, hôm nay đi xuống nước Việt. Sư phụ đầu thai vô thành người Việt, Đức Thầy đầu thai vô thành ông Chặn Trình nước Việt 500 năm trước để nói những chuyện ngày hôm nay xảy ra. Đức Thầy đầu thai thành Đức Phật Thầy Tây An, rồi Sư Giải Bán Khoai ngũ đại trường thừa tính cái xác cuối cùng mất tích năm 1941 là Đức Huỳnh Phú Sổ, để mà cho chúng ta có một cái nước Việt sau này lập lại đời mới, không còn cộng sản, không còn cái triết lý duy vật tam vô nữa, để đưa nước Việt hùng cường giàu có sánh vai với cường quốc. Chúng ta sẽ không có đi sanh giùm cho Tàu, Trung Cộng, hay chúng ta cũng không có đi đẻ giùm cho Đài Loan, chúng ta cũng không có đi qua bên Nam Hàn để mà đi làm nhà hàng hay là đi hút rác, chúng ta cũng không có qua bên Nhật để mà đi đi clean up mấy cái lò hạt nhân mà bữa nó bị bể. Những cái nước đó là thân thiện thương nước Việt đó, nhưng mà họ cũng không bao giờ dạy một cái nghề cho mấy du học sinh hay là lao động quốc tế. Chúng ta cũng không có đem một qua bên Mỹ học general thì những đứa nó học không có nổi, dễ gì mà lấy được cái bằng ở bên đây kỹ sư. Lớn lên đây á, nhiều lúc nhiều đứa là lấy không nổi nữa, thì ở Việt Nam ngang xương làm sao lấy nổi. Thì qua đây chúng ta cũng không có thể đi những phụ nữ làm vữa neo đi, cái này du học sinh mà mang tiếng du học sinh, nhưng mà thật sự chỉ vữa neo nhiều 70-80%, rồi thấy vậy. Rồi cứ thế hệ này qua thế hệ kia làm cho nước Việt bây giờ mất đi hết nhân tài, chỉ còn lại là bao nhiêu đứa nhân tài theo đám khoa lất với mấy cái đá banh mà qua hô hê ở ngoài đường á, với theo khoa lất ăn uống với ăn sang trọng mà giỏi, chửi cho phù giỏi. Cho nên chúng ta hôm nay phải ngồi ở đây, phải làm cái gì có ích lợi cho, thứ nhất cho cái hồn của mình, thứ hai cho gia đình của mình. Cái chuyện mà quốc gia nó hơi lớn, nhưng mà khi mà sau này á, đúng ngày đúng giờ Đức Thầy xuất hiện, trứng rồng nó nở, 50% còn lại rồi sẽ mãn nguyện được một kiếp người này mang thân phàm. Kinh Địa Mẫu đi về sum họp lại với mẹ lại. Ok, hôm nay dù nói chuyện vậy nói hoài cũng không hết chuyện. Rồi đó giờ mình ăn cơm nha. Hôm nay là lễ kỷ niệm 16 tháng 3 ở trên rất là hoan hỷ vui vẻ.